Alo, alo. Dân tộc Essex chơi nó hơi bị cuốn quá, thành ra là không lại một cái game khác. Lần này sẽ chơi Thánh Tổ của gia tộc Normandia. Thực ra Thánh Tổ của gia tộc Normandia chúng ta chơi từ có mấy game rồi, nhưng mà đợt đấy chúng ta chơi thì không cho di cư giống cho lịch sử. Là chúng ta chơi, chúng ta sẽ cho nó di cư đúng cho lịch sử, là chiếm vùng biển phía bắc của nước Pháp, chiếm công quốc này, sau đó mới đánh lên nước Anh để cho nó giống lịch sử tí. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với gia tộc này. Gia tộc này thì hiện tại thuộc hạ nó sẽ là đó, Thánh Tổ của dân tộc Normandia đang ở đây. Dân tộc Normandia là gia tộc tiền thân của nước Anh sau này đấy. Sao anh không chơi con quét thế? Chơi con quét thế rất là mất thời gian. Ngày xưa con chơi gần con quét hết thế giới rồi, nhưng mà nó nói chung là đến sau này nó chỉ mất thời gian thôi, chứ nó cũng chả được cái gì. Đó, ở đây chúng ta sẽ cho chúng ta đi chiếm đất, chiếm vùng đất này, sau đó Thánh Tổ có mạnh mẽ Viking. Văn hóa của người Bắc Âu thì chúng ta sẽ có cái văn hóa cuộc phiêu lưu của Valangian. Đây là cuộc phiêu lưu mà khi chúng ta từ bỏ đất đất tổ để đi phiêu lưu ra một vùng đất mới, chúng ta được cấp một ít quân. Các thứ hai tôi từng làm rồi, em có thể tìm lại để xem. Riêng content về CK3 có rất nhiều, các có thể tìm lại các series cũ để xem. Rồi, cái tỉnh này chúng ta sẽ ban cho Thánh Tổ của gia tộc Normandai. Và sau đó chúng ta sẽ đổi nhân vật sang đây để bắt đầu. Đó. Với vai trò Thánh Tổ thì chúng ta sẽ có một cái option, đó là đi ngao du thiên hạ. Có chơi chơi cái này chủ yếu là cho nhập vai đập tiền này. Hai mươi mốt tuổi.
Bon gì? Đánh tuyết tốt, đánh đồi không tốt. Vicman. Chúng ta đang bộ lạc nên có thể tuyển thoải mái quân. Không sợ. Anh em muốn chuyến muốn chiếm bờ biển nước Pháp hay là chiếm thẳng vào London? Thò đi. Thò vừa cộng cái kia vừa cộng cái này. Võ công 29. Chúng ta có thể tạo được lính thuê nhưng mà hiện tại lính đang hơi ít. Tầm 100 lính tinh nhuệ Huskat là cũng thể đi cướp bóc được rồi đấy. Đất tổ đây. Normandy đây, lúc này thì chưa có tên là Normandy, vẫn là New Styria. Mình có thể đây, cuộc phiêu lưu của Valandian chống lại Tây Frank. Đây là một cuộc chiến tranh đặc biệt, trong đó phe tấn công quyết định chuyển lãnh thổ của họ thành mục tiêu chiến tranh. Nếu chiến thắng, họ sẽ ngay lập tức thôn tính các bá quốc tích hợp và chuyển thủ đô của mình đến đó. Các chư hầu cũ của họ sẽ độc lập và các bá quốc cũ của họ sẽ được trao cho những lãnh chúa địa phương mới nổi. Ok. Bắc Germanic tiến hành cuộc phiêu lưu Valandian lần thứ nhất của họ. Sẽ nhận được tối đa 2.000 lính đặc biệt. Số tiền sẽ tăng lên với mỗi bá quốc cùng nước tinh quân hóa. Ok, như vậy cuộc phiêu lưu này chúng ta sẽ được cấp khoảng 2.000 quân đặc biệt. 2.000 quân. Thì chúng ta sẽ phải xem tương quan lực lượng của thằng này. Thằng cha này có 900 quân nữa. Thêm lính của mình và thêm 2.000 quân là chúng thừa sức đánh. Nhưng trước đó chúng ta phải lên được cái xuất sắc này đã. Lên được cái... Chúng ta cần là cần 500 điểm và danh vọng cấp 2. Thế mà tiến đánh được. Nên chúng ta cần phát triển ở đây một lúc. Chúng ta cũng có thể hướng tới con mắt tới Wessex. Chiếm luôn Wessex ở đây. Wessex chứ nhầm. Đấy, và có Ireland ở đây luôn. Nha, có lẽ cứ làm theo lịch sử đây, chiếm miền Nam nước Pháp, à miền Bắc nước Pháp chứ. Sau đó làm bàn đạp đánh lên nước Anh. Đấy. Những công thần đi theo sẽ được phong tước phong vị. Bây giờ chúng ta cần đợi hồi quân một tí, xong rồi chúng ta đi cướp bóc một tí. Rồi, có 300 quân thôi. 300 bon gì. Rồi mình có 200 quân, 100 lính Huskaria. Huskat.
Andret. Andret đi nhưng mà sau có về không nhỉ? Andret ra đi, Andret là một tướng tài của mình. Võ nghệ 18. Nhưng mà tôi không nhớ là cái này là đi sang phục vụ quân đội cho Đông La Mã thì sau có được về không nhỉ? Có về đúng không? Để cho nó đi. Đấy, nó sẽ có cái bút này. Sẽ là mạnh mẽ hơn. Cho thằng này vào, mình cũng có hai thằng 17 về cái này nên không lo. Sao không cướp được nhỉ? Tại sao không cướp ở đây được nhỉ? Có một hay là không đủ quân để cướp? Ba trăm tám mươi, nhiều khả năng là không đủ quân để cướp rồi. 290. Nhiều khả năng là thiếu quân ở đây, thành nó yêu cầu đến 295 lính mà mình không đủ lính. Này gia nhập triều đình của mình có thể cho nó vào hoặc không. Không thì sẽ được cộng thêm cái này thì chúng ta có thể có điểm để gọi thêm quân. Nhưng thằng này lại là một vị có võ nghệ rất là cao cường, 22. 22 võ nghệ rất là cao. Cho nó vào thì mình thêm được một tướng nhưng bù lại. Nhưng mà tôi thấy tôi đang cần điểm uy tín để tôi đẻ thêm một đạo lính nữa để chúng ta tăng thêm lính. Thì đang phân vân tướng hay là lính. Bad fighting thì chả cần cho vào. Tướng này cho vào. Đấy, chúng ta có bốn tướng, mỗi thằng này cấp thấp rồi, còn đâu mấy thằng này võ nghệ là đều rất ok. Đợi thêm event được một thời gian nữa vậy. Chửa rồi. Con này bị thôn tính à? Chưa chắc đã thua đâu. Nữa. Ôi sợi thai. Đó, sợi thai. Thủy quái 99%. Ô ngon. Tổ chức đại plot. Cái hiến tế này tôi thấy chả được cái gì. Ok bạn ơi, Vicman là vừa cung rồi vừa ấy. Để thêm 100 Vicman nữa là chúng ta có đủ quân để đi cướp rồi. Với bốn tướng cộng thêm mình.
vẫn đủ để thêm một đạo nữa. À, thêm một đạo 293 đúng không? Để dành để bọn cựu binh Varangian này. Chi phí bị binh chiến tranh trừ 50% để giúp chúng ta ấy. Tuyển thêm tướng, thằng này nó hơi cùi. Ali rồi, 400 lính. Chắc chắn bọn này nó sẽ không thể tinh nhuệ bằng mình được. Bọn này hồi chưa? Không tiền, không tiền. 15 tiền. Thì đi mở rộng bờ cõi đi. Thằng này có 492 lính. Mà chắc chắn sẽ không mạnh bằng mình. Cứ lưu lại trước đã. Đánh thử nè. Ồ, một vị khách của chúng ta cũng là một tướng giàu kinh nghiệm. Toàn tướng tài đi theo. Thêm một tỉnh này. Này có 400 quân rồi, đợi hồi quân một tí. Cơn ai ngon rồi. Cận thần lấy chồng à? Chính ra ít khi mình cho cận thần lấy chồng thật. Phải lấy cho kiểu mẫu hệ đúng không? 20. Và làm đi gà. Cũng đúng đấy.
thế cho nó đỡ phải tuyển đúng không? Ít khi tôi dùng cái kiểu cưới này. Cầm hết đi. Năm trên sáu tướng rồi. Tướng nữa. Ủa, không cưới à? Ờ, thằng đấy là champion sẵn của tôi rồi. À ừ, đúng không? Ờ, đúng rồi. Thằng này là champion sẵn rồi. Thôi cũng được, cho nó cưới nhau. Mình cũng không thiếu tướng nữ. À, hết mẹ rồi. Có hai bạn gái. Đấy. 5 trên 6 tướng. Miễn cưỡng cho phép hai thằng trên 10 này vào. Con này nó đang tán mình, cho nó tán, mình càng có lợi. Dựng bia đá này. Ok luôn. Năm trăm, thế là đẻ thêm một đạo cựu binh Varagian. Cực xịn luôn, 270. Con ba trăm gần 400 bon ví. Lần này lính tinh nhuệ của mình có ăn được nó không nhỉ?
Trưởng à, tốt. Dòng dõi đầu tiên của gia tộc. Sáu mãnh tướng. Ăn được đấy. Con trai cu nút Gunak. Chưa được, chưa lên được uy tín hai. Chúng ta có khoảng 300 lính tinh nhuệ, 400 lính tinh nhuệ, 2000 lính đặc biệt. Không biết công hạ được miền Nam nước Pháp không? Tặng cho một nụ hôn thôi. Chủ đề một vợ một chồng vẫn ok hơn anh em ạ. Cướp bóc thế. Ừ.
15 điểm và 15 uy tín này. Tây Ban Nha quá xa. Quá xa luôn. Không di cư được tới tận đấy đâu. Ít tiền đấy. Ok, bắt đầu đi rồi đấy. Quân đã. Hai trăm năm mươi điểm. Oh shit. Thế là đi cứ bóc một lúc nữa. Cái này không liên quan đến việc cướp nhanh. Cướp nhanh phải có cái trên cướp mà hình ngọn đuốc ấy thì nó mới cướp nhanh. Thật ra có hình ngọn đuốc này thì mới là cướp nhanh. Còn nó mà đa chuyển sang tôn giáo cho nó chuẩn nhé. Sang bên đấy là công giáo mẹ là như thế này. 15. Thì ở đây có 3. Ít hình này. Trận vừa rồi mình được 99 điểm rồi. Rồi. Để cho quân nghỉ ngơi một tí. Rồi. Bảy tướng. Xem cuộc chiến này sẽ là bao nhiêu quân. 6.000 quân. Năm trăm lính tinh nhuệ. Thế mà nó bảo 2.000. Một nghìn 400 nhưng mà quân rất là tinh nhuệ. Không nhiều như quảng cáo. Thường thành cấp 2. Let's go. Trở về rồi.
Đéo ăn được. Với ngân này quân là không ăn được. Pháp quá đông. 5.000 quân. Chiếm nốt Banda hơi khó nha. Khuất phục thằng này không? Quét xích có vẻ dễ hơn. Pháp hơi khó. Pháp là đánh mẹ với vua Pháp. Pháp của anh vua Pháp lại hơi căng. Quét xích thì nó nhỏ hơn. Quét xích thì đánh vào London thì nó chỉ có khoảng 2.600 quân. Sách. Đợi một lúc cho thằng kia nó về thôi. Rồi. Tướng tài về. Này bị mất một khoảng đất đây chứ. Cái này cũng khó này, tường thành ở đây cấp độ 22. Đéo công được ở đây. Đến vào đây trước đi. Thằng này bị mất một chân đi. Ôi. Quân Wessex đẩy lùi à? Lại ăn phép đại đế kinh quá nhỉ. Ăn phép đại đế lại là một thiên tài cơ. Đúng rồi, bị ăn phép đại đế, lại đéo ăn được, ăn phép đại đế. Quét sách với Pháp là cũng hơi khó. Pháp thì hơi khó, Pháp 6.000 quân.
500 bộ binh bọc giáp thì mình không chơi được. West Sack thì lại được. Nhà có Wayne Alfred đại đế. Nam chùm ở đây. Đây đánh cho đảo Mon này, lập vương quốc. Đảo Man. Có quét đảo Man. Trên 3. Tôi muốn đi luôn chứ tôi không muốn ở đây lâu. Cái này là không chiến được. Thằng này lại quá xa. Lothanian. Chiếm Scotland. Mẹ thằng Pháp. Thằng con này lấy được đồng minh nào? Đồng minh được với con này này. Đồng minh được với con này. Nhưng thằng này đang đánh nhau với Mercia.
Ufeng, Park Ghi. Chơi luôn à? Chơi luôn. Ush, tăng tiền. Chỗ này đường rất là hiểm trở ấy. Đi toàn bị ấy này. Cảm ơn tài nhá. Xuyết xỉa. Nói lên công tước rồi đấy. Đánh xuống thằng này. Khuất phục nó. 250. Thừa sức. Để hồi quân đó. Ok. Tất cả anh em donate đều được có. Nhưng mà về bài toán của chúng ta là phải đi được khỏi chỗ này đã. Với công tước thì không biết là tôi sẽ chiêu mộ được bao nhiêu quân để tôi lưu lại xem nào. Nếu đánh Wessex. Đánh London thì hơi khó, nhưng mà chúng ta đánh Winchester. Cũng 600 lính thôi anh em. Công tước hay bá tước là không liên quan. Chỉ được 600 lính này. 300 Vargan và 200 con dí này. Cộng thêm 1700 quân của mình. Về cơ bản là cũng ăn được. Không nhất thiết chúng ta phải chiếm London. Chúng ta có thể lấy mục tiêu ở London, nhưng mà chúng ta đánh thẳng vào Winchester cũng được. Tôi nghĩ vẫn được. Tôi lo lại. Số lượng bảo quốc ảnh hưởng à? Thử nhá. Để lần này hồi quân xong đánh xuống bá quốc này, công quốc này. Để xem có tăng được quân lên không. Để chắc chắn là chúng ta liếm được London. Toàn tướng tài, võ nghệ cao cường. Thằng công tước này chật to. Thằng này là một công quốc ấy. Bé đâu mà bé. Thật ra tôi muốn di cư, bởi vì di cư thì đằng nào cũng sẽ mất hết đất ở đây. Nên tôi chưa cho đất ở đây đâu. Cho đây làm gì? Chúng ta ra vùng đất mới. Hiệp sĩ cộng 15%.
5 tháng. Vợ mình giới thiệu thằng này tới nội các. 87 tuổi. Như vậy chúng ta xuất hiện một đại nhân vật ở Hungary. Ông ta có kỹ năng Great Conquest, là một người xâm chiếm thế giới. Ông ta có 10.000 điểm uy tín và 3 vạn quân để xâm chiếm thế giới. Như vậy Hungary sẽ bành trướng thế lực ở đây. 3 vạn quân. Tầm này thì 3 vạn quân cân được cả bản đồ chứ đùa đâu. Đó, các nước xung quanh thì không có nước nào có thể đối thủ của thằng này cả. Nó có cái chức năng, nó có cái này, cộng võ dũng, quân sự, bảo trì quân đội giảm 50%, tiến trình vây hãm cộng 20%, thời gian giai đoạn vây hãm trừ 30%, tốc độ di chuyển cộng 10. Đó. Một đại nhân vật xuất hiện ở Hungary. Kinh đấy. Làm sao đặc điểm mốt tôi có dùng mốt thì nó sẽ có tỷ lệ xuất hiện một số nhân vật đại nhân vật, nó sẽ có cái kỹ năng này và có quân đội như này để chinh phục thế giới, nó sẽ làm cho bản đồ của chúng ta sôi động hơn. Cái này dùng mốt thôi. Đấy, nó đã chinh phục rồi đấy. Xổ, nó chinh phục Khaza luôn.
Tra ra cũng có 3 vạn quân đấy, 2 vạn 6 đấy. Tưởng không biết nó có chinh phục thành công không. Đức men có bon gì? Iska rồi. Tự nhiên hạ nhẹ. Mình có lính khắc chế công thủ rồi. Đình giao khắc chế mọi loại kỵ binh nên khá là cần thiết, tuyển thêm 100 đình giao nữa. Rồi với lực như thế này mà chúng ta có khoảng hơn 2.000 quân đủ để tiến đánh đây chưa. Cung là Vicman ấy, Vicman là cung mà. Bọn Vicman này là cung mà. Nó là cung thủ này. Bọn Vicman này xịn hơn cung thường chứ. Đây không âm cái điểm này. Ơ pháp yếu rồi này. Ơ pháp yếu, pháp yếu, pháp yếu. Pháp bị tách ra rồi kìa. Pháp bị Lothenia chiếm một nửa rồi kìa. À, pháp đang đánh nhau với bọn cũng một bọn này. Xem nói nhau xong rồi chúng ta vào. Trở về. Tốt. Chắc vừa đánh thắng này, bọn này vừa tan tác không? Kinh đấy nhỉ. Rồi, xếp phát. Một nghìn lính. Ờ, đúng rồi, nó liên quan đến lãnh thổ thật. Đúng rồi, nó liên quan đến lãnh thổ thật.
thử xem lần này chúng ta có thành công không. Đang được đánh trong quân dưới sự chờ, dưới sự lãnh đạo của mình. Trăm big man, 600 vệ binh Vagan, 500 bon dí, 200 Muska và 400 cựu binh Vagan. Bốn ngàn lính của Pháp liệu ăn được mình không? Con của Rurikid này, thông minh tuyệt đỉnh. Một anh đang vướng cuộc chiến với Phổ. Pháp không dám vào. Thắng. Chắc thế. Thắng. Này thì Pháp lợi này. Đúng rồi, nó bắn đai tổ tiên của William ấy. Tuổi. Quá tinh nhuệ. Các võ tướng. Này thì Pháp lợn này. Quân thế. Pháp lợn này, mỗi cuộc chiến này đều cộng cho mình rất nhiều danh vọng này, còn 200 danh vọng này. Nhưng sao điểm này nó không tăng? Bắt được rất nhiều bá tước bên Pháp.
Này cái quân đồng minh này, đánh tan luôn quân đồng minh. Đang dùng bảo vệ thông hóa. Ồ, vẫn thắng. Bắt cả đái. 5.000 quân vẫn đánh. Đứng ở đây hồi quân tí nữa nhỉ. Vệ hóa ở trên workshop cơ, chứ không phải là không có link. Tiền chuộc này. Cho nó đánh cho đấy vậy. Chết luôn. Pháp lợn hết quân luôn. Phát vừa rồi là liếm sạch quân nó luôn. Cái mẹ cho bọn nó sâu xé ở đấy. Thế nào chúng ta cũng sắp bỏ đất ở đây rồi.
story. Nó mới thả một đống bọn này đi lấy tiền chứ còn gì nữa. Đó, tao chuyển sang phong kiến rồi đấy. Chuyển sang phong kiến rồi đấy. Mình là phong kiến rồi đấy. Kiến lập văn hóa Norman này. Đấy, chúng ta có chấp nhận văn hóa Norman này. Hợp lý này. Từ đất đai về từ từ đã này đang mẹ tự nhiên vướng vào cái cuộc chiến này. Chuyện cổ tích trên bàn. Tầm không ngon lắm, mấy cái này tăng quan điểm đại chúng lên. Nô lệ trốn chạy.
Nóng vội. Độc đoán. Kiêu ngạo và nóng vội. Tại sao mình lại vướng vào cuộc chiến của thằng này nhỉ? Chưa lắm thế. Kết thúc đi. Tạm thời di chuyển thủ đô ở đây. Trung tâm của khu vực này. Kiến lập văn hóa Nok Mandi. Chúng ta đã ở xa vùng đất mà tổ tiên bắc âu của chúng ta gọi là quê hương, nhưng chính vùng đất phía bắc Frank này chúng ta coi là đất nước của mình. Ok, chúng ta là người Norman. Con quét thì vẫn con quét kiểu kia đúng không? Chinh phục công quốc ở có kỳ văn thờ thì cứ thờ mẹ bọn át chút này nhỉ, đéo cần phải thêm theo công giáo làm gì. Văn hóa Nok Man nói ngôn ngữ là ngôn ngữ Pháp. Mình không trực thuộc Pháp đúng không? Đúng rồi, mình không trực thuộc thằng đẹp, thằng bố con thằng nào cả. Bây giờ phân quyền này hơi khó bởi vì cái tỉnh này nó hơi nhiều thành. 7 thành. Cho chư hầu thì cũng tôi không muốn cho cái mảnh đất này. Tôi cho muốn cho chư hầu riêng một mảnh khác, nhưng không dính vào đất của mình. À, xem cuộc chiến thằng kia xem nào. Đánh cái thằng cùi bắp này to phết rồi đấy. Thằng này 65 tuổi à? Ui sắp chết mẹ rồi. Đế quốc Khazan. Con trai thì nó chia sẵn rồi. Thằng con cả chắc vẫn cứ để. Con cả 12 tuổi.
con thứ hai xem nào. Đan Mạch, công chúa của Đan Mạch. Con thứ hai cho lấy công chúa của Đan Mạch. Tỏa ra lấy. Để sau chúng ta có những cái tước vị. Đứa con thứ ba sức mạnh lên mình. Thằng con cả thì lấy công chúa của gia tộc Rurikid nước Nga. Thằng con thứ hai thì lấy cái công chúa của Đan Mạch. Vì thằng con thứ hai này mình giữ 4 tỉnh có 1, 2, 3, 4 3 tỉnh này. Cho các phó tướng sau đòi lại hơi khó. Còn cho con cháu trong này, mà con cháu nó cũng chưa lớn. Cũng không đủ điểm để tước quyền thừa kế hết bọn này. Tiếp có cái gì không? Tôi luyện. Cái quét này thì không làm được rồi. Thôi chuyển sang công giáo đi. Không biết là có quét không biết là có quét này không nhỉ? Có quét khôi phục những quốc La Mã thần thánh. Con gái thì để dành để lấy tước vị đấy. Ba thằng con thì mỗi thằng một tỉnh ở đây đi. Thằng hai thằng con cả, ba cho thằng con cả đất ở đây. Con thứ giữ một tỉnh. Ô, phương pháp bị bắt.
Series này Alfred lại không được lên làm vua. Chiếm công quốc ở đây 800 điểm. Đây, chiếm tiếp đường bờ biển này của Pháp. Blender khu vực tương đối giàu quá đấy. Chiếm toàn bộ bờ biển phía bắc của nước Pháp. Kiềm chế yếu với mình nè, không ai được đạt điều kiện với mình hết. Nhiệt huyết được hợp để đánh nhau ấy. Tổ chức bữa tiệc ở thang ấy ít ấy nhỉ. Pháp đang yếu này. Chuyển sang kiểm soát vùng đất đại mang thai đẻ mới đẻ lắm đi 6 thành viên rồi. London
pháp đang yếu này. Biết nên chiếm bờ biển nước Pháp không? Mà chúng ta chưa đủ điểm, 850 điểm. Tôi muốn làm vua Pháp trước. Vua Pháp trước rồi lên đánh lên nước Anh. Tôi biết là đang hòa đang đã đánh đó, mình vẫn có thời gian hòa mà, 2 năm rồi mà. Sáu khả năng có đấy. Bí mật tống tiền. Đời vua chưa chết rồi. Thế là cái bọn này cũng bị tan nạt sẽ nghe.
tăng cường kiểm soát toàn bộ lãnh thổ. Pháo đài xây xong ở đây rồi, ở đây cũng có cả tiền đồn nữa. Ừ, pháo mà phát hiện ra có cái này. Ông này sắp chết này. Hay là mình tuyên thệ trung thành với nước Pháp, mình làm chư hầu nước Pháp, sau đó ông này chết cái mình đảo chính. Nhưng mà mình phải có tước vị vương quốc đã. Mình chưa xin được tước vị vương quốc 48. Thì mình có thể tạo phe phái nổi dậy. Bọn này chắc là rủ con gái mình đi chơi. Đính hôn. Chấp nhận. Rốt rồi. Chưa cải đạo được. Mẹ bọn này đồng minh với Đông La Mã cơ.
Kalin. Bây giờ phải đợi để lấy tước vị của nước Pháp này. William. William đến Normandy, Normandy. Cháu dội. Tám trăm bảy mươi lăm rồi đấy. Weapon. Bây giờ chúng ta có thể tuyên thệ trung thành với thằng này, sau đó chúng ta vào đánh nhau với Blender thì chúng ta sẽ không phải đánh nhau với nước Pháp. Sẽ không phải đánh nhau với nước Pháp mà vẫn chiếm được Blender. Phải có biện minh chiến tranh. Ở bên ngoài đánh vào thì không cần, nhưng mà ở trong nước thì phải cần.
thế trong đó chúng ta sẽ đánh vào Leon. Đánh vào đây. Sau đó sẽ cho một anh em ở trong này. Hai ra mà được. Thôi gọi hết lính. Ok, vào nội các quân sự. Ồ. Oh. Này trên à. Sao con này về đây rồi? Sao nó ở sao đấy nhỉ? Thank you.
Mẹ xa nhau thế mà vẫn đẻ được. Robert. Tuổi chưa chết. À, ông này là chú trọng vào sức khỏe và sống dài thế. M5/4 Breast trao cho một mạnh tướng của mình. Đứng đầu đây. Gia tộc. Xếp hôn nhân cho lấy con gái của mình 42 tuổi à? Thôi cho lấy cận thần của mình đi. Anh tự tìm mối đi, cứ tưởng trẻ. Khó nhỉ, chưa xin được. Rồi, cái bọn nhỏ nhỏ này có thể tạo được hai hai bá tước ở đây. Chiếm được một trong hai rồi à? Đấy, chiếm thằng này trước à? Không, trong này vẫn là của vẫn coi là một đất nước thì cái này vẫn sẽ cho thằng tài ở xong rồi thằng thứ thằng này sẽ cho một thằng khác đánh thằng này trước. Quân sẽ xuất phát từ nhà của Tài. Bỏ ra bao nhiêu quân? 1.200 quân bắp. Tài bao nhiêu quân? 3 lính rồi. Tập kết ra. Cho thằng con, cho con cả dẫn quân đi. Vâng, kẻ tấn công hung hãn.
30 tuổi. Hợp lý. À, 7 tháng à? 4 tháng, đánh xong cái này chúng ta mang quân lên. Đội quân Viking thì đã phải sắm thằng nào hết. Anh em ạ. May mà có ít tiền dắt trong người. Ok, được con thứ hai. Cùng hùng hãn. Đó, đánh nhau ai đấy à, anh em tương tàn à. Anh em tương tàn à. Dừng lại. Bảy mươi lăm. Kết thúc. Anh em không được tương tàn trong thời đại của ta. Ngăn chặn. Anh em phải sống hòa thuận. Ít nhất là trong đời này. Rồi lại đợi tiếp. Tôi cần một sức vị lớn để liếm cái vùng đất này. Nhân đại nhân vật đã xuất hiện. Khuôn mặt đã lâu không nhìn thấy. Oh shit. Safarit. Kinh ấy nhỉ. Sau bọn này giúp bọn này con quét về 3 vạn quân.
Kinh đấy. Tiền sắt kìa. Ồ, giá hàng đạt rất nhiều thế này. 12. Chưa được. Tặng vàng tốn tiền lắm. Ừ, thằng này ho ra máu, bệnh lao này. Cho nhưng mà nãy nó vừa bị phát hiện. Nhưng mà bọn này xuất hiện nhưng mà toàn già già nhỉ, không được trẻ. Công chúa Đan Mạch. Thằng con họ chết này. Mẹ. Tham quan. Ôi
Âm 5. Marie, con gái. Gia tộc mình thù hằn với gia tộc. Gia tộc Miloni là gia tộc đó. Mối thù gia tộc. Thằng này quản lý đất đai ở đây kém đấy. Để nhân dân lầm than này. Ơ chết này. Đan mạch dù đánh đúng lúc đó chúng ta lại có tước quyền toàn bộ của Blender. Tôi sẽ không tham gia cuộc chiến mấy cái cuộc chiến vớ vẩn này. 100 vàng rồi, như vậy chúng ta có thể chiếm Blender rồi. Blender có đồng minh. Cải thiện sức mạnh. Thank you.
con gái lớn rồi. Con gái lớn. Lính. Mày vào đây. Nhơn. Mất một vị tướng rồi đấy. Ăn thịt người. Bệnh hoạn. Đã thế thì phát giác. Cạnh giáo hoàng toàn mấy thằng bệnh hoạn này. Sách à? Công chúa của West Sách à? Cũng được.
Ở đây có thể tạo thêm một chư hầu nữa, tôi sẽ trục xuất hai thằng này đi. Trục xuất. Trục xuất hai thằng này đi. À, mà trục xuất đi thì bọn khác lên kế vị à? Thế là hơi điên. Chiếm cái này thì bọn này nó vẫn ở đây. Chưa tạo được. Không sao. Kệ cho bọn nó đánh nhau đấy. Được tối đa là 9, được 20 chư hầu. Nước Pháp coi như là mất bờ biển nước phía Bắc rồi. Rồi chiếm nốt thằng này. Tạo một chư hầu con nữa ở đây vậy. Nhưng mà sợ tạo ở đây không sống nổi. Yeah.
Oh my god. Mình bị một đám nông dân lôi xuống ngựa đập chết. Bất ngờ quá, thành ra lại bị mất Blender vào tay thằng con thứ hai. Pháp đánh nhau với Lothemia này. Ủa, chiếm cả một vương quốc cả. 3,5 vạn. Montegun này là của tỉnh khác nên có thể cho một tướng của mình 58 tuổi. Ốm yếu à, nó trẻ hơn không? 58 tuổi. Thằng Gotama đôn nết hôm trước đúng không? Đấy. Gia tộc của mày. Cố mà sống. Ám sát mình. Để bỏ đây. Có mưu định sát mình. Về đây mẹ trụ lại. Không có. Cứ mãi đi tìm miếu giáo hoàng, thành ra bọn nó ám sát được mình. Ưu tiên thằng nào donate và ưu tiên thằng nào làm thành viên nội các.
the fuck, con mẹ thằng chó là ám sát tao đấy. Hai đời vua rồi. Còn mày chúng mày vô lý. Thằng ta đúng không? Hay thằng Zotama? Chúng mày khai ra. Oh shit, thằng này có... Ủa mày quá, thằng này vẫn còn tức vị. Cây đấy. Cây đấy. Chiếm lại Blender trước đã. Công tước robot còn mà ăn chưa. Nguy hiểm quá nhỉ. Đời này chết thì toàn những âm mưu hiểm độc này. Thằng này cũng chết này. Hay là lag, hay là lag. Sao thằng này cũng chết rồi. Nóng bàn đài không thể lụ ta như này được. Có một ám sát nữa và em gái của mình này, Marie này. Vẫn chiếm lại lãnh thổ. Tám tư khó nha. Lấy tức vị pháp đã đơn giản. Em gái đang bị mục tiêu là ám sát này. Hai cận thần của mình đang ở hơi xa. Hơi ở xa vua. Không ở gần lắm. Thôi, tập 3 chúng ta dừng ở đây anh em. Anh em tập tiếp theo chúng ta tiếp tục đấu trí trong cuộc chiến vương quyền này. Tìm ra thằng chó nào là thằng giết mình, tìm bằng được thằng chó đấy. Rồi, anh em buổi sau. Xin chào và gặp lại. Bye bye.